Nội dung nào ở trên TikTok thì có nhiều người xem nhất. Với một người mới khi chúng ta bắt đầu xây kênh TikTok ấy, thì chúng ta nên chọn cái nội dung như nào cho nó phù hợp. Cái điều này thì nó hoàn toàn xuất phát từ bản thân các bạn thôi. Khi mà các bạn lướt TikTok ấy, thì cái chủ đề ấy, nó đề xuất cho các bạn ấy, nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái nhu cầu của các bạn. Nếu như các bạn thích xem các cái món ăn liên quan đến đồ ăn, liên quan đến giải trí, liên quan đến sinh lý, nhảy múa hát, thì trên cái giao diện đề xuất của TikTok ấy, họ luôn luôn đề xuất cho các bạn là toàn bộ những cái dạng video giống như vậy. Còn nếu các bạn không tin thì các bạn có thể lấy luôn cái giao diện TikTok của một người bạn của các bạn, thì các bạn sẽ thấy là hai cái giao diện nó hoàn toàn khác nhau. Thế nên là cái việc đề xuất của video TikTok ấy, nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái nội dung mà chính các bạn mong muốn các bạn xem. Quay trở lại câu hỏi, với một người mới thì chúng ta làm cái nội dung như nào để cho nhiều người xem, thì chúng ta sẽ phải bắt đầu từ cái tháp Maslow. Đây là cái tháp nhu cầu. Tất cả những cái tháp này chúng ta đều biết rằng là cái nhu cầu đầu tiên đó là cái nhu cầu về sinh lý, về vui chơi giải trí. Thì cái nhu cầu này là cái tầng của nó là rộng nhất. Rộng nhất thì tức là sao ạ? Tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, ai cũng có cái nhu cầu về vui chơi giải trí, đúng không ạ? Thì hoàn toàn là cái tệp này nó sẽ rất là đông. Sau khi mà chúng ta vượt qua cái nhu cầu về vui chơi giải trí rồi thì sẽ hướng đến một cái đối tượng cao hơn một chút nữa, đó là cái đối tượng mà chăm sóc sức khỏe đảm bảo cho bản thân mình. Ví dụ như cái kênh sức khỏe của anh Lê Thế Sơn này, tức là nói về cái việc tức là chúng ta sẽ bảo vệ cái sức khỏe của mình thông qua cái việc chạy bộ. Thì đây là cái nhu cầu về sức khỏe an toàn, bởi vì khi nó vượt qua cái giai đoạn nhu cầu về sinh lý, cái giai đoạn về nhu cầu ăn mặc ở rồi. Cái giai đoạn thứ ba đây đó là sau khi mà chúng ta ăn rồi này, có sức khỏe này, thì chúng ta dẫn đến một đoạn chúng ta phải có nhu cầu yêu thương và nhu cầu chăm sóc này. Thì các bạn hoàn toàn là có thể áp dụng được những cái kênh liên quan đến chăm sóc cho sức khỏe này, hoặc là những cái kênh liên quan chăm sóc cho thú cưng này, thì nó là một cái dạng là thể hiện cái sự yêu thương, hoặc là những kênh chia sẻ về tình cảm, về cuộc sống gia đình của những cặp vợ chồng ấy. Thì đấy là những cái tệp là họ mong muốn là thể hiện sự chăm sóc, sự yêu thương. Và mỗi một cái tầng, mỗi một cái tệp này thì nó đều có được một cái dung lượng khách hàng khác nhau các bạn nhé. Thì các bạn hoàn toàn là yên tâm, không cần phải lo lắng. Một cái nhu cầu tiếp theo đó là nhu cầu thứ tư, đó chính là cái nhu cầu về phát triển bản thân. Các bạn là mong muốn là kiếm tiền này, các bạn mong muốn học tập này, mong muốn là học hỏi. Thì khi mà các bạn mong muốn xem các chủ đề này thì TikTok họ sẽ đề xuất liên tục các cái video liên quan đến chủ đề về phát triển bản thân này, về học tập này. Thì cái dạng chủ đề này nó ở cái tầng thứ tư, tức là cái tầng lượng người nó sẽ giảm dần. Và cái nhu cầu cuối cùng nó giống như mình đây, đó là khẳng định bản thân mình. Mình mong muốn trở thành một cái người coach, một KOL để mình khẳng định, mình chia sẻ cái kiến thức, giá trị của bản thân mình. Nó không phải là cái yếu tố duy nhất đó là phải sinh lý nữa. Thì toàn bộ những cái mà nhu cầu của chúng ta thì nó không có đúng có sai đâu. Nếu như mà khi mà chúng ta làm đây mà chúng ta xác định chúng ta làm tốt được, phục vụ đáp ứng được tất cả các nhu cầu này, thì các bạn chắc chắn là sẽ được có được một cái tài khoản TikTok rất là thành công. Còn cái việc mà follow ít hay nhiều thì nó sẽ liên quan đến cái tháp nhu cầu Maslow nhé, tức là ở cái tầng dưới cùng nhu cầu về sinh lý giải trí ấy, thì cái lượng follow nó sẽ lên cực kỳ là nhanh, và ở tầng trên cùng thì cái lượng follow nó rất là ít, nhưng cái giá trị chuyển đổi đơn hàng nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những cái đơn hàng ở bên dưới. Thì hoàn toàn là các bạn có thể lựa chọn được những cái nó phù hợp với các bạn để chúng ta có thể triển khai được những cái chủ đề, những cái mô hình kinh doanh liên quan đến cái nhu cầu của chúng ta cũng như từ bản thân chúng ta ra, thì chúng ta sẽ có được một cái tài khoản TikTok như chúng ta mong muốn. Và nếu như các bạn gặp khó khăn trong việc chúng ta xây kênh này, triển khai bán hàng ở trên TikTok thì hãy comment xuống dưới để mình có thể hỗ trợ và tư vấn cho các bạn. Chúc các bạn thành công. Trần Mạnh MKT, marketing thực chiến.